Xin chào tất cả các cụ, các ông, các bạn. Hôm nay mình lại làm clip cho anh em hiểu về cách chơi vị tướng Amelie. Mọi người nhớ ủng hộ em bằng nút like nhé mọi người nhé. Và nút đăng ký nữa ạ. Nổi danh với tướng đi đường Caesar cực kỳ bá đạo. Combo kỹ năng mang những cú đá đầy uy lực và gây ra hàng tấn sát thương. Vậy làm thế nào để có thể một cước một mạng đưa team đối thủ lên bảng điểm số? Cùng mình đến với bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ về Amelie nhé. Nội tại, đơn đả độc cước Amelie sở hữu khả năng chiến đấu điêu luyện đến mức các đòn đánh thường và liên hoàn cước chỉ trúng một mục tiêu sẽ gây thêm 50% sát thương. Tàng đao kích Amelie phóng tàn đao công kích. Mục tiêu, vũ khí này nảy lan tối đa 4 lần gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng làm chậm 30% tốc chạy. Riêng nạn nhân đầu tiên sẽ bị làm chậm 50% tốc chạy trong 1 giây. Sau khi công kích hết các mục tiêu, lưỡi đao này trở về bản thân giúp Amelie được tăng 20% tốc chạy và 15% tốc đánh trong 3 giây. Hồi 8% máu tối đa đồng thời giảm 30% thời gian hồi chiêu. Một liên hoàn cước Amelie lướt theo hướng chỉ định tung hai cú đá gây sát thương vật lý, đặc biệt cú đá thứ hai sẽ gây hiệu ứng hất văng. Chưa hết, chiêu thức còn giúp cường hóa đòn đánh thường kế tiếp gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng đòn đánh. Nội tại, sau khi thoát khỏi giao tranh, Amelie được tăng 10 tốc chạy và 1% hồi máu và năng lượng tối đa mỗi giớ. Cuồng bạo cước sau 1 giây vận công Amelie gây sát thương phép diện rộng và cường hóa bản thân giúp tăng 100 công vật lý, 40 tốc chạy, 50 miễn thương. Suốt thời gian cường hóa, Amelie gây sát thương phép lên kẻ địch lân cận mỗi giây, hiệu ứng kéo dài 8 giây. Thứ tự tăng chiêu, tăng mắc chiêu một trước để dọn lính quái và cấu máu và hồi máu tốt giai đoạn đầu trận. Tiếp chiêu cuối tăng đúng cấp độ cuối cùng là chiêu 2 dùng bộc phá cho Amelie nếu bạn đi top để tăng khả năng kết liễu kẻ địch. Trừng trị nếu sử dụng Amelie đi rừng ở giai đoạn đầu game, tận dụng khả năng hồi phục tốt để dọn lính và quấy rối đối phương. Nếu đi rừng bạn nên xuất phát ở vị trí ngược hướng với đường rồng để sau khi hoàn tất vòng rừng có thể nhanh chóng tiếp cận và ganh vào vị trí xạ thủ chủ lực của đối phương. Giai đoạn giữa game, Amelie nên di chuyển đảo lên liên tục để tham gia các giao tranh nhỏ lẻ, tìm kiếm mạng hạ gục, tận dụng nội tại bắt lẻ sát thương tăng thêm 50%. Bạn cũng cần để ý đến các bùa lợi lớn như rơi quỷ hay rồng để kiểm soát ngăn chặn đối phương tiêu diệt hoặc phối hợp cùng team để tiêu diệt lấy lợi thế. Giai đoạn cuối game là lúc bạn cần di chuyển thận trọng nên đi cùng các vị tướng chủ lực trong đội hình để chờ thời cơ mở giao tranh. Bám sát đội hình trong giao tranh, không nên truy đuổi quá gắt một mục tiêu mà tách mình ra khỏi giao tranh. Lựa một góc đẹp dùng chiêu 2 lao vào áp sát làm choáng mục tiêu, sau đó dùng chiêu cuối gây sát thương và tăng tốc chạy cho bản thân kèm với miễn thương và hồi máu cho bản thân. Lúc này khi ở trạng thái cuồng nộ, các bạn cứ thoải mái quẫy hết mình trong 8S. Khi chơi Amelie, bạn chú ý nội tại của Amelie đánh thường và liên hoàn cước trúng một mục tiêu sẽ gây thêm 50% sát thương. Bạn có thể núp bụi rình rập con mồi đi lẻ và dồn sát thương khả năng lên bảng rất cao. Hy vọng AE chơi chiến thắng, nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Chào anh em.